Mình chào anh chị em nghệ nhân đã quay trở lại với kênh Đam Mê Độc Lạ. Hôm nay mình sẽ lên cho anh chị em nghệ nhân cùng trải nghiệm cái con này, con hút mạch tía ô. Rất là đẹp nha mọi người, cực kỳ đẹp luôn. Cái này dùng để kích bội gọi bày là khỏi che, mời mọi người cùng theo dõi nha. À, đây là hút mật tía ô nha mọi người, rất là đẹp. Đẹp mà cái dòng hút mật này nuôi nó mau dạng lắm.